Rồi, bữa nay thoát rồi, hôm nữa hôm qua hả? Qua như 8 ký mấy hả? 9 ký mấy, rồi bữa nay, tới hôm qua. Hết chơi vậy, hết chưa, hết hả? Sớm giờ ông mưa, chắc này ông em ru cũng khỏe cũng đỡ. Cũng rầm sẹt 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 đó, chạy từ dãnh xuống đây mắc mưa không nè. Ồ thân giác này mới ra dở à, thì sớm có sợ sóng vậy chỉ chở này đỡ sóng nè. Trời con cua kìa, sóng chói bò hả? Ủa sao đen hồi lụi vậy? Càng lửa hả? Cái Ở trong góc bận rồi á. chân gốc chân mương nó ra quá hả? Cái hai cái càng này đóng đen hồi lụi luôn rồi. Chắc á. Tháng này con là chắc con lấy cua ít. Có dây không? Nên nên chối giùm luôn ơi. Dây nhỏ nhỏ đó. Kìa. Bứt con đó ra, cái dao á. 4 ký 7 rồi, được phân nửa hôm qua thắt quá. Tôm nữa hả? Wow, bữa nay chú chúng tôm quá trời luôn rồi, đổ đại ra đó đi, nó dễ càng sao mà nó đen đen đen, nó đông rồng như, như trong mương ra vậy á. Này có mấy con mà sao nó tôm này nó đen quá trời ta. Đó mấy con đó mới mới sạch đó, còn mấy con này nè, mấy con này là thì phải có gì có khác chứ đâu sạch không được. Trông thấy giống con vuông quá vậy. Mua dây thun một bên. Không có đâu. Hả? Đăng lên mạng á, đăng lên YouTube á. kiếm thêm tiền giàu. Hả? À, được mấy trăm người rồi, chưa mới phân nửa đường à. Chưa có tiền. Đâu được có 1.000 người mới được có tiền. Có mấy con tôm máy sạch à, còn như tôm này miếng ngon này. Còn như tôm ngộ ta. Ừ, trong mương nó ra hay gì đó. Cái đó muốn nhiêu ký? À, có 4-5 ký rồi nha. Kìa, cái càng ra nó kẹp á. Tép vòng bữa nay có tép vòng, có trúng tép vòng. Dạ, phát rồi hả? 4 kg 2, còn 3 kg 7. Ủa bằng quá hả? Ờ hôm qua cũng 3 kg 7. Quá xá tôm. Càng xanh luôn. Chết. Quá ngon luôn. Ê, chú không chạy trúng tôm càng không? Chạy lên trển hả? Ờ. Thì sao không điện con gì à? Điện tao. Hả? Bữa nay mới đem điện thoại theo chứ qua có đem tao. Ờ, hèn chi. Điện chạy qua tới nước lớn lớn nhiều mới về mà. Trời.
con ngồi xuống bãi giá rồi mấy ông mò cá đó rồi mới về, nước lớn mới về. Em mấy không? À, anh qua lú thắt đó mà gì? Ồ, ông mười mấy ký nè, chứ đâu đâu có ít đâu. Cái này phải hai gọng mới được, gọng chịu nổi đâu. Cái này hai gọng đi để cá yếu quá à, để nó hao uổng. Cái kéo khúc là ta biết rồi. Yêu cầu con lú. Lú vài con, vài con. Thì qua đây thì có nhiều cái tâm lý gọng khác liền. Trời rồi. Có hai cái mà uổng mẹ cái này gọng. Trời trời, thấy ham không coi kìa. Giờ khúc này nè. Bởi vậy. Giờ mới thêm lên đây cái nữa. Ủa sao nhảy xuống ngay dàm á. Ủa sao được cái đuôi lú ở đây nữa gì chặt đi. Lao sụm có gì mà cộng kia. Sao con cá tháng này nó yếu rồi. Cá tháng này yếu sẵn rồi, cái dưỡng dưỡng đó. Trời. Vì qua con chết gần 15 16 kg á. Nó yếu xìu à, cá. Nó mang bầu trứng nữa. Cá chút xíu cũng có trứng nữa. Không hết đâu. Hai lần đây ừ. Trời ơi, đêm ơi, kinh nghiệm lại đây để uổng. Trứng không à, cá nó mang bầu trứng rồi, rồi đặt đặt nó yếu xìu à. Con vô bồn đây nè, con rớt lia lịa chưa. Trứng không rồi, thấy không con nào nói trứng không rồi. Có gì người ta điện, người ta kêu căng trứng. Ờ, ví dụ nhiều ấy, rộng con chạy ra căng cái gì đâu. Con cũng tranh thủ nữa, cá nó yếu nữa, phải vừa xong là lấy liền chứ để nó yếu. Ờ. À, bỏ mẹ vô đi, có nhiêu. Trời ơi, cũng không sao, ký ngoại ký gì ít mà. Trời ơi, kinh nghiệm lại. À, 2 ký à, mai kinh nghiệm lại. Trời ơi, mấy con cá đỏ đỏ này nó yếu lắm. Mấy con này yếu nè, nó đỏ đỏ mình á. Đó, mấy con đỏ đỏ đó xong rồi đó. Còn đây nè, yếu xìu à. Hoài à, chưa có tiền ăn xôi mà cái máy nó hư hoài nè. Quá yếu rồi, cá của ổng rồi. Còn đây nhóc nữa nè. Quá. Rồi, bữa nay được bóng cát không à? Hai bồn bóng cát luôn. Cách độ chắc là giặt đang thêm quá. Wow, bữa nay trúng được tôm càng quá. Tôm the gì vậy? The. Bữa nay the không quá trời ta. Ừ. Sao the hả? Đen quá ừ, sao không biết mấy tôm này trong mương nó ra vậy? Có the dưới dưới trước kìa. Tôm bự thiệt mà nó hơi bị đen. Khúc dưới á. Khúc dưới đuôi á, ừ. Cá nó tôm nó điều xấu á. Tôm gì không á? Không có đẹp. Chà, mưa không rồi thấy xanh 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 đen đen vậy. Chưa có đủ tiền ăn xôi nữa, máy nó hư hoài à. Mai mà đăng ký ủng hộ chứ. Đâu, nhiều cá chết không?
Cũng như cá đặc lú vậy. Chạy cá kèo chưa? Chưa đâu hả? Chưa tới mua cá kèo đâu hả? À. Ờ đi. Chạy cá kèo được rồi đi. Cá kèo chắc hết tháng này ha, con 8 á. Ờ bữa nay anh chạy cá tôm quá trời luôn nè. Ơ giờ có phèn nữa vậy? Có phèn. Tôm nhiều không? Nước này chắc trúng tôm hả? Bạc cái hai còn 2.7 cái gì? Cái chết hả? Ờ chết để hồi bỏ bọc. Sao hư oxy nó chết kìa, tôm cọc chết rồi kìa. Ít oxy hả? Ít oxy nó có hay đâu kìa. Ờ có cột với lái không bơi ra kìa. Có mà. Có. Không cái gì á. Chạy đi đâu chạy đi. Đứng đứng. Về sáng. À. Từ 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 từ. Ở trong đó vậy? Tôm bự hả? Hả? Trong đó tôm nữa hay gì cái gì? Đó tôm trong bọi cũng khi đổ qua đó. Dạ, không tôm chết rồi kìa. Chết cái con xin có hay đâu. Ờ, trời ơi, uống không? Đổ đại vô đây luôn hả? Sáng lựa đi chứ. Đổ đại đi chứ. Lựa gì? Sáng rồi. Trời ơi, nè. Nè. Đổ ở đây nè. Trời ơi, chết hết luôn rồi. Uống không? Để chết nè. Thôi chứ cá đó, sớm á. Có bóng cát ha. Còn cái đó giờ có phèn hả? Ừ, còn phèn cá luôn kìa. Học cẩm luôn, tôm cá, gì đủ thứ vậy. Đây hỏi trúng tôm cá luôn, quá trời con tôm càng ngon luôn à. Không cá. Cái này te trúng lắm. Có ra có chạy te có hẹn gì không? Ờ ừ. Có ra chạy te nè. Nước này nó chạy te trúng á, người ta chạy tôm dữ lắm. Chạy te có kìa nha. Chạy te bạn bự kìa. Ờ. Bạc, tôm, lóng gì tôm càng gì có đủ hết. Rồi, chạy đi, cá lộn xộn kìa. Đó. Không cá bự chưa cá bự nó tay. Chưa có bự ha. Cái gì? Có phèn hả? Phèn. À, trời ơi, phèn lù đù. Lấy cá dụng á. Lù đù, có út, đủ thứ. Xóc lên rồi, thì coi coi, solo đại nó đi. Ừ, chút đỉnh mà. Rồi, bữa nay chú, ông trúng tôm luôn. Còn làm thêm một cái đó nữa, coi họ có gì chút chạy lại ha. Rồi. Đèn cho ông nè, không kéo nữa kìa. Quay tao. Quá siêu ha, siêu phụ luôn rồi. Đúng cũng dây neo này nè, rồi nó dội lại á. Chứ chưa vô gốc đó.
cá xong đặt lú. Hôm nay mình mua được hơn 50 ký cá bóng cá đặt lú. Này chúng cá bóng cá. Hai bồn luôn. Nay mình mua được tôm và bún cá. Nay không có cá ngát rồi, tôm với bún cá thôi. Rồi đây là tôm càng xong, quá ngon luôn, qua trời tôm bự luôn. Này, mua trúng tôm với cá bông cát. Vừa mua xong, bữa nay mua được hơn 50 ký cá bóng cá, hai bồn luôn, tôm. Giờ mình đang được mình đi về, mình xin kết thúc video tại đây. Tài mua bán xin chúc cô chú bác anh chị em gần xa xem kênh vui vẻ và được nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc trong gia đình. Mọi chuyện làm ăn đều thuận lợi tốt đẹp như ý muốn.